Thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương và các tỉnh phía Nam vẫn đang phải đối mặt với sự hoành hành của dịch COVID-19. Đã hơn một tháng trải qua đợt giãn cách xã hội, tổng số ca mắc và tử vong trong ngày vẫn chưa có chiều hướng giảm xuống. Chiều ngày hôm nay 18 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tình hình số ca mắc COVID-19 mới những ngày qua. Dự báo đến ngày 22 tháng 8 thì số ca F0 có thể tăng nhẹ do tăng cường lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư để sàng lọc bóc tách tất cả F0. Theo Sở Y tế để thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch đến ngày 15 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành kế hoạch 2715. Trong đó đặt mục tiêu xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện điều trị kịp thời bệnh nhân COVID-19. Đồng thời thành phố sẽ thu hẹp vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và mở rộng vùng xanh. Theo đó từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 là giai đoạn giải phóng vùng sạch và đánh giá nguy cơ tại các vùng có tỷ lệ nhiễm cao. Ngành y tế dự báo số ca F0 có thể tăng nhẹ giai đoạn này do tăng cường lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng, dân cư để sàng lọc bóc tách tất cả F0. Cụ thể, ngày 17 tháng 8 đã phát hiện 1.435 trường hợp F0 trong cộng đồng. Ngành y tế thành phố hiện đang bổ sung thuốc kháng virus dạng uống cho người bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ dùng ở tầng 1 là mono Piravir và thuốc kháng virus dạng truyền tĩnh mạch cho những người có những triệu chứng mức trung bình hoặc nặng ở tầng 2 là Remdesivir. Song song với đó thì đẩy nhanh tiêm vaccine, đạt chỉ tiêu tiêm một mũi cho 75% người dân trên 18 tuổi và tiêm hai mũi vaccine cho 15% người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9 để có thể kiểm soát dịch bệnh.